Lời đế tư Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bộ tuyên thánh công bố các sắc lệnh mới. Đức thánh cha Francisco kêu gọi những người trẻ hướng về Chúa Giêsu như chân phước Carlo Acutis đã làm. 40 giám mục bạn phong trào tổ ấm nhóm tài áo. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Bộ Tuyên Thánh công bố các xác lệnh mới. Cùng được Bộ Tuyên Thánh công bố sáng ngày 5 tháng 8 vừa qua, có năm xác lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tới Chúa. Đặc biệt trong đó một nữ tu người Ấn Độ, đó là chị Maria Selina Kananakau, sinh năm 1931 tại tổng giáo phận Trichir, miền Nam Ấn, làm nghề giáo viên trước khi gia nhập dòng Ursuline năm 1954 khi được 23 tuổi. Chị có lòng kính mến đặc biệt đối với Chúa Giêsu chị đóng Đanh, mong ước sống và chịu đau khổ vì Chúa những đau khổ thể lý mà Chúa toàn năng cho phép chị chịu thật không thể tả được, nhưng trong dòng chị không được thông cảm như thế, những kinh nghiệm thần bí khiến các bề trên nghi ngờ và bị coi là gây xáo trộn nơi các tập sinh khác. Mẹ giáo tập nhìn những nơi chị Maria Selina một nỗ lực nên thánh, trái lại nhiều người khác đề nghị không cho tập sinh này được khứng dòng. Chị thường bị lên cơn sốt, nhức đầu và ói mửa với những vết máu không bác sĩ nào đưa ra một chứng bệnh chắc chắn. Chị Maria Selina thương được những ơn xuất thần và thị kiến Chúa Giêsu với Thánh Teresa hài đồng Giêsu. Sau khi kéo dài năm tập thêm 6 tháng, ngoài 2 năm bình thường, chị Maria Selina được bề trên chuẩn nhận cho khứng dòng lần đầu vào ngày 20 tháng 6 năm 1957. Trong khi chị khứng, Chúa Giêsu đã nói với chị Maria Selina rằng: Ngài sẽ sớm đến để đưa chị về nhà vĩnh cửu. Chị Maria Selina cao qua đời ngày 25 tháng 7 năm 1957 lúc mới 26 tuổi, 35 ngày sau khi khấn dòng. Trước khi qua đời, chị nói với các chị em rằng, khi em về trời, em sẽ xin Chúa Giêsu chữa lành những vết thương trong tâm hồn và lau khô nước mắt của các chị. Áng vòng Trưng Phước cho chị Maria Celina được khởi sự ngày 28 tháng 7 năm 2007. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi những người trẻ hướng về Chúa Giêsu như Trần Phước Carlo Acutis đã làm. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với những người trẻ Công giáo hôm thứ Sáu rằng Chúa Giêsu không chỉ là một giới luật đạo đức mà còn là một con người và một người bạn tuyệt vời. Ngài khuyến khích họ xây dựng và vun đắp mối quan hệ của họ với Chúa Kitô như Trần Phước Carlo Acutis đã làm. Là người đầu tiên sống trong thiên niên kỳ này được giáo hội công giáo phòng Trần Phước, Carlo Acutis yêu mến sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Luôn luôn kết hợp với Chúa Giêsu, đây là chương trình cuộc sống của tôi. Anh viết năm 7 tuổi. Phát biểu trước những người tham gia trại hè dành cho những người trẻ ý trong một buổi tiếp kiến vào ngày 5 tháng 8 tại Vatican, Đức Giáo hoàng nhắc nhở họ về tông huấn hậu thượng hội đồng Christus Vivit được công bố vào năm 2019. Chúa Kitô đang sống và người muốn bạn sống. Đức Giáo hoàng giải thích rằng Chúa Giêsu là người mà một người công giáo trẻ tuổi nên hướng tới. Chúng ta đang sống trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng biết chúng ta yêu thương Đấng biết chúng ta và yêu thương chúng ta hơn chính chúng ta. Và Đấng muốn mỗi người chúng ta tìm thấy sự hoàn thành cá nhân, độc đáo của riêng mình. Đức Thánh Cha Phan Xích Cổ kết thúc nhận xét của mình bằng một lời cầu nguyện. Cầu mong Chúa Giêsu trở thành người bạn tuyệt vời, người bạn đồng hành của các con trên suốt chặng đường. Cầu mong Chúa Giêsu hằng sống trở thành sự sống của các con mỗi ngày và mãi mãi. Alpha Camp là một trại kéo dài một tuần do giáo hội tài trợ dành cho những người trẻ tuổi ở miền trung nước Ý, dành riêng cho việc khám phá cuộc sống, đức tin và ý nghĩa. Bốn mươi giám mục, bạn phong trào tổ ấm, nhóm tại Áo Từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 8 vừa qua, 40 giám mục bạn của phong trào Focolare Tổ Ấm đã nhóm họp tại giáo phận Graz bên Áo, cầu nguyện chung, trao đổi kinh nghiệm và nghỉ ngơi. Các giám mục đến từ Âu, Á, Phi Châu và Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba giáo phận Graz đón tiếp các giám mục Focolare và đức cha Wilhelm kraus giám mục sở tại, bày tỏ vui mừng vì điều này. Trong những ngày gặp gỡ của các giám mục, chị Margaret Karam, người Palestine, chủ tịch phong trào Tổ Ấm, và linh mục đồng chủ tịch là cha Jesus Moran Sepedano, người Tây Ban Nha, đã đồng hành với các vị qua những suy tư về linh đạo hiệp thông của phong trào. Một cao điểm trong cuộc gặp gỡ là cuộc hành hương tại đền thánh Maria Osterwich trên núi Deutschlandberg ở Đức. Từ năm 1977, các giám mục bạn của phong trào tổ ấm vẫn gặp gỡ nhau theo gợi ý của chị Chiara Lubick, người sáng lập, và theo lời mời của Đức cha Klaus Hammerle, cố giám mục giáo phận Aachen bên Đức, để trao đổi với nhau về sự dấn thân làm chứng cụ thể về tình huynh đệ sống thực trong giáo hội. Phong trào tổ ấm do chị Lubitsch sáng lập năm 1943 tại Trento, Bắc Ý. Hiện nay phong trào hiện diện tại hơn 180 nước trên thế giới, với hơn 140.000 thành viên và hơn 2 triệu người có nhiều tiếp xúc và sinh hoạt với phong trào. Mục đích của phong trào là sống tinh thần huynh đệ Kitô và linh đạo hiệp thông. Có nhiều tín hữu Kitô và tín hữu các tôn giáo khác cũng có những tiếp xúc và gần gũi với phong trào này. Tiến trình điều tra để phong chân phước cho chị Chiara Lubic, người sáng lập phong trào Focolare, tức là tổ ấm, đã được bắt đầu ở cấp giáo phận vào hôm thứ Ba 27 tháng Giêng 2015, dưới hình thức một buổi kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Frascati gần Roma. Chị Chiara Lubich đã được sinh ra ở Trento, miền Bắc nước Ý. Chị đã thành lập phong trào quốc tế Focolare, mà đặc sủng là thúc đẩy hòa bình và sự hiệp nhất của tất cả mọi người ở Frascati. Trong một thông điệp gửi đến những người tham dự buổi lễ, Đức Hồng y Pietro Parolin, cố phụ khanh tòa thánh nói, Đức Giáo hoàng Francisco hy vọng rằng. Gương sáng của chị Chira Lubitsch sẽ truyền cảm hứng cho sự canh tân lòng trung thành với Chúa Kitô và lòng quảng đại phục vụ cho sự hiệp nhất của giáo hội giữa những người đã noi theo di sản tinh thần quý giá của cô. Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Giáo Hoàng cũng mong mỏi cuộc đời và các tác phẩm của chị Chira Lubitsch sẽ được các tín hữu trên toàn thế giới biết đến nhiều hơn. Chị Chira Lubitsch, tên rửa tội là Sylvia, sinh tại thành phố Trento, miền Bắc Italia vào năm 1920. Năm 1943, giữa thời Thế chiến thứ hai, cùng với vài người bạn, chị Chiara Lubich đã bắt đầu sống thực hành giáo huấn phúc âm trong cảnh sống hàng ngày. Nhóm bạn sống phúc âm này quy tụ lại với nhau thành một cộng đoàn nhỏ gọi là Focolare, tức tổ ấm, khai sinh một phong trào sống phúc âm giữa đời, mà hiện nay được biết đến với tên gọi phong trào tổ ấm có mặt tại 182 quốc gia thuộc khắp Nam Châu với khoảng 4 triệu thành viên. Điều đặc biệt là trong số thành viên của phong trào tổ ấm có cả những thành viên Kitô nhưng không phải là công giáo đến từ 350 giáo hội Kitô hoặc cộng đồng giáo hội Kitô khác nhau và có cả những anh chị em hồi giáo do Thái giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Lão giáo, vân vân đến sinh hoạt trong phong trào. Như thế với dòng thời gian từ một tổ ấm nhỏ sống tinh thần phúc âm, một phong trào lớn được khai sinh dựa trên tinh thần tu đức hiệp thông, quy tụ những con người thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, ngành nghề, hoàn cảnh xã hội. Đó là những con người dấn thân trở thành men tình yêu thương nhằm xây dựng một thế giới liên đới hơn, hiệp nhất hơn. Nhìn chung, trong hơn 60 năm sinh hoạt, phong trào tổ ấm do chị Chiara sáng lập và làm chủ tịch đã gợi hứng và khai sinh biết bao sáng kiến cụ thể cho người lớn cũng như cho các bạn trẻ và cho cả những trẻ nhỏ nữa. Dấn thân của chị Chiara đã mang lại nhiều giải thưởng tôn vinh chính cá nhân của chị. Năm 1977, chị được giải thưởng Templeton vì sự tiến bộ tôn giáo. Năm 1996, chị được giải thưởng vì sự tiến bộ tôn giáo giải thưởng của UNESCO vì sự nghiệp giáo dục cho hòa bình. Năm 1998, giải thưởng Âu Châu về nhân quyền. Đặc biệt, từ năm 1996 đến khi qua đời, chị Chiara đã nhận được 9 bằng tiến sĩ danh dự từ các đại học tại Âu Châu, Châu Mỹ Latin, Á Châu và Hoa Kỳ. Nhiều thành phố trên thế giới đã công nhận chị là công dân danh dự của thành phố. Chị Chiara Lubitsch là một giáo dân đơn sơ, nhưng có một uy quyền tinh thần rất cao. Được Đức Do An 23 đón tiếp, được Đức Follow Đệ Lục lắng nghe và được Đức Do An Đệ Nhị mộ mến. Chị Chiara Lubich đã tham dự hai thượng hội đồng giám mục thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời Chúa Giêsu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.